Cuộc bầu cử ở Campuchia là thông tin được người yêu chuộng hòa bình khắp thế giới, khu vực Đông Nam Á trong đó có Việt Nam rất quan tâm. Nhưng cũng có những kẻ lợi dụng cuộc bầu cử này để đưa ra những bình luận gây chia rẽ, thậm chí xuyên tạc, bôi xấu cuộc bầu cử ở Campuchia, từ đó liên tưởng sang tình hình ở Việt Nam. Thông điệp từ quốc vương cũng khẳng định cuộc bầu cử phổ thông đầu phiếu, tự do, chuẩn mực, công bằng, bình đẳng và bỏ phiếu kín theo các nguyên tắc dân chủ, tự do, đa đảng. Do đó, quốc vương kêu gọi toàn thể người dân Campuchia hãy thực hiện quyền tự do bầu cử theo lương tâm của mình, tự do tín nhiệm bất cứ ứng cử viên, đảng phái nào mình ủng hộ. Cuộc tổng tuyển cử đã diễn ra trong không khí hòa bình, an toàn và bảo đảm an ninh. Kết quả, đảng Campuchia đã giành chiến thắng áp đảo. Thủ tướng Hun Sen đã chính thức lên tiếng về việc thành lập chính phủ mới. Ông thông báo sẽ từ chức thủ tướng, đồng thời cho biết con trai Hun Manet sẽ được bổ nhiệm làm lãnh đạo chính phủ mới. Điều đó sẽ tạo điều kiện để vận hành thông suốt kế hoạch chuyển giao thế hệ lãnh đạo và chuyển giao quyền lực trong hòa bình, ổn định và phát triển ở Campuchia. Một số thông tin tóm lược cho thấy ông Hun Manet hiện có bằng tiến sĩ, đã được đào tạo tại các trường đại học, học viện danh giá nhất ở Anh, Mỹ. Sinh năm 1977, năm nay 46 tuổi, ông Hun Manet được dư luận Campuchia và quốc tế đánh giá là người có năng lực tốt, được đào tạo bài bản và chất lượng cao hàng đầu trong hàng ngũ chính khách, quân nhân ở Campuchia hiện tại. Từ những thông tin đó mới thấy nực cười cho những nỗ lực trong vô vọng nhằm chia rẽ mối đoàn kết ấy, kiểu như những bình luận của Hoàng Trường trong bài viết Từ Việt Nam nhìn sang cuộc bầu cử Campuchia trên mạng xã hội. Việc so sánh về thể chế chính trị giữa hai quốc gia là điều tối kỵ và không thể. Ai cũng biết, mỗi nước đều có những đặc điểm riêng về lịch sử, văn hóa, dân số, dân chủng học, vị trí địa lý. Điều này quyết định thể chế chính trị cụ thể ở mỗi quốc gia. Không thể có chuyện thể chế này hay hơn, tốt hơn so với thể chế khác. Mỗi đất nước với thể chế chính trị khác nhau nên sẽ dẫn đến cách lựa chọn khác nhau về hệ thống cầm quyền cụ thể là việc bầu cử. Cần hiểu rõ ràng rằng, bầu cử Việt Nam là một trong những hình thức hoạt động xã hội chính trị quan trọng của nhân dân. Các nguyên tắc bầu cử theo quy định của pháp luật gồm 4 nguyên tắc, đó là phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín. Việt Nam và Campuchia là hai nước láng giềng gần gũi và có mối quan hệ truyền thống, gắn bó từ lâu đời. Mối quan hệ này được nhân dân hai nước dày công vun đắp và trở thành tài sản chung vô giá của hai dân tộc. Bởi thế, những luận điệu suy diễn và cố tình gắn ghép của Hoàng Trường nhằm xuyên tạc thể chế chính trị và chia rẽ tình hữu nghị hai nước Việt Nam-Campuchia là hoàn toàn không thể chấp nhận được. Mọi người cần cảnh giác trước những thông tin sai lệch trong bài viết trên và loại khỏi không gian mạng để tránh bị lèo lái định hướng dư luận.